handset Samsung Galaxy A3 phiên bản 2016. Đầu tiên là mình tắt nguồn máy. Sau khi máy đã tắt hẳn nguồn, mình sẽ nhấn giữ phím tăng, phím home và phím nguồn. Tăng, home và nguồn. Rồi khi máy vừa lên logo, mình buông phím nguồn ra, chỉ giữ hai phím tăng và home. Rồi đến đây mình buông tất cả các phím ra, đợi máy chạy khoảng 2 phút. Rồi đợi khoảng 2 phút máy sẽ vào được bước này. Mình chọn xuống dùng phím volume để di chuyển. Chọn wire data and factory reset. Dùng phím nguồn để xác nhận. Chọn Z. Chọn vào Reboot System Now. Đến đây đợi máy chạy khoảng 3 phút nữa là hoàn tất quá trình hand reset. Đây là quá trình cài đặt các ứng dụng. Đăng nhập vào lần đầu sử dụng máy Samsung Galaxy A3 phiên bản 2016. Chọn tiếng Việt. Đây mình sẽ đi qua hết những cái ngôn ngữ có trên máy. Mình chọn tiếng Việt. Tiếp theo, đồng ý. Tiếp theo, bỏ qua, vẫn bỏ qua. Tiếp theo, bỏ qua. Tiếp theo, hoàn tất. A3 2016.